Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 5 phẩm song yếu. Với hận diệt hận thù. Đời này không có được. Không hận diệt hận thù. Là định luật ngàn thu. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Vòng xoáy của hận thù. Hận thù là một cảm xúc mạnh mẽ, thường nảy sinh từ những tổn thương sâu sắc mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống. Có những lúc, chỉ một lời nói vô tình, một hành động thiếu suy nghĩ của ai đó cũng có thể khiến chúng ta mang trong lòng một cảm giác oán giận. Theo thời gian, nếu không được giải quyết, hận thù sẽ như ngọn lửa âm ỉ cháy, ngày càng lớn dần, thiêu đốt cả tâm hồn và thể xác. Thế nhưng, bài kệ của Đức Phật đã chỉ rõ rằng, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Điều này có nghĩa là khi chúng ta đối mặt với hận thù bằng sự giận dữ, bằng những hành động trả thù, chúng ta chỉ càng làm tăng thêm sự thù hận. Hận thù không thể được dập tắt bởi hận thù, mà chỉ có thể được hóa giải bằng tình thương và lòng từ bi. Một ví dụ điển hình là câu chuyện về một người bạn tôi từng biết. Anh ấy đã bị một người thân thiết phản bội trong công việc. Người đó, vì lợi ích cá nhân, đã làm tổn hại đến danh dự và sự nghiệp của anh. Từ đó, anh luôn mang trong lòng sự tức giận và oán giận, không thể buông bỏ. Anh tìm mọi cách để trả đũa và mong muốn người đó cũng phải chịu khổ sở như mình. Tuy nhiên, điều anh không nhận ra là chính sự oán giận này đã làm tổn hại cuộc sống của anh nhiều hơn. Anh không còn tập trung vào công việc, mất ngủ, và sức khỏe ngày càng suy giảm. Cuối cùng, sau nhiều năm chịu đựng sự đau khổ, anh nhận ra rằng không phải người phản bội kia khiến anh đau khổ, mà chính sự nuôi dưỡng hận thù trong lòng đã làm cuộc sống của anh trở nên tồi tệ. Hận thù có thể giống như một vòng xoáy. Khi ta cảm thấy bị tổn thương, phản ứng tự nhiên của con người thường là muốn trả đũa, muốn người đã làm tổn thương mình cũng phải chịu đau khổ. Điều này dẫn đến một chuỗi các hành động và phản ứng, mà mỗi bên đều cố gắng, trả đũa, lẫn nhau, tạo ra một vòng lặp không có hồi kết. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều chịu tổn thương, không ai thực sự chiến thắng. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cũng thường thấy vòng xoáy hận thù này trong nhiều khía cạnh. Trong gia đình, những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái có thể dẫn đến sự giận dữ kéo dài. Thay vì tìm cách hiểu và giải quyết, nhiều người chọn cách trách móc, chỉ trích lẫn nhau, dẫn đến những tổn thương ngày càng sâu sắc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, mà còn làm cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng, nặng nề. Một người mẹ kể lại rằng, mỗi khi con trai bà mắc lỗi, bà thường la mắng và trách móc rất nặng nề. Bà tin rằng việc làm này sẽ giúp con bà nhận ra sai lầm và sửa đổi. Tuy nhiên, thay vì cải thiện, mối quan hệ giữa bà và con trai ngày càng trở nên xa cách. Con trai bà ngày càng ít nói chuyện, xa lánh mẹ và dần dần cảm thấy bất mãn. Chỉ khi bà nhận ra rằng sự giận dữ và trách móc của mình không mang lại kết quả tích cực, bà mới bắt đầu thay đổi cách cư xử. Bà học cách lắng nghe, thông cảm và hướng dẫn con trai một cách nhẹ nhàng hơn. Nhờ đó, mối quan hệ giữa mẹ và con đã dần cải thiện và trở nên gắn kết hơn. Trong môi trường công việc, hận thù và sự ganh đua cũng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một câu chuyện khác về hai đồng nghiệp trong cùng một công ty, ban đầu họ là những người bạn tốt, nhưng rồi một trong số họ được thăng chức. Người còn lại, vì ghen tị và không thể chấp nhận sự thành công của bạn, đã bắt đầu nói xấu, phá hoại công việc của người kia. Cuộc ganh đua này tiếp tục leo thang. Đến mức cả hai người đều cảm thấy căng thẳng, mất tập trung trong công việc, và cuối cùng, cả hai đều bị cấp trên khiển trách vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi người kia nhận ra rằng sự ganh ghét của mình không những không giúp ích cho bản thân mà còn làm hại đến sự nghiệp, anh đã quyết định dừng lại và học cách hòa giải. Nhờ đó, mối quan hệ đồng nghiệp của họ đã dần được hàn gắn, và cả hai cùng tiến bộ trong công việc. Một ví dụ khác có thể được lấy từ các mối quan hệ trong xã hội. Những cuộc cãi vã, xung đột giữa hàng xóm thường bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ, nhưng nếu không được giải quyết sớm, chúng có thể trở thành những xung đột lớn hơn, ảnh hưởng đến cả cộng đồng.
Tôi nhớ đến một câu chuyện về hai người hàng xóm từng sống rất hòa thuận với nhau. Tuy nhiên, chỉ vì một lần tranh cãi về việc đỗ xe không đúng chỗ, họ bắt đầu có mâu thuẫn. Một người cảm thấy mình bị xúc phạm và quyết định trả đũa bằng cách đỗ xe chắn lối vào của nhà kia. Cứ như vậy, mỗi bên cố gắng làm khó dễ đối phương, và kết quả là cả hai gia đình đều sống trong căng thẳng và bất hòa. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên có thể lùi lại, thừa nhận sai lầm và cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình, mọi chuyện có thể đã khác đi. Điều này cho thấy rằng, thay vì nuôi dưỡng hận thù, chúng ta cần học cách buông bỏ và tìm cách giải quyết mâu thuẫn thông qua sự thấu hiểu và lòng từ bi. Hận thù, theo định nghĩa, là cảm xúc tiêu cực xuất phát từ những tổn thương hoặc sự bất công mà ta cảm nhận được. Nhưng nếu ta để nó tồn tại và phát triển, nó sẽ trở thành một gánh nặng mà chính bản thân ta phải mang theo. Nó khiến chúng ta mất đi sự tự do trong tâm hồn, khiến ta không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Đức Phật đã dạy rằng, thay vì tìm cách trả đũa, chúng ta nên đối diện với hận thù bằng lòng khoan dung và tình yêu thương. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng hoặc bỏ qua mọi sai lầm của người khác, mà là chúng ta nên học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của lòng từ bi. Khi chúng ta biết tha thứ, buông bỏ hận thù, chúng ta không chỉ giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực mà còn tạo ra một môi trường hòa bình và tốt đẹp hơn cho những người xung quanh. Khi chúng ta thực hành lòng khoan dung, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng ta không còn phải dành thời gian và năng lượng để suy nghĩ về những chuyện đau khổ đã qua, không còn phải lo lắng về việc sẽ trả đũa ai, hay phải chịu đựng những hậu quả mà hận thù mang lại. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào những điều tích cực, vào những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Một người đàn ông từng chia sẻ với tôi về câu chuyện của anh. Anh đã từng rất giận dữ khi bị người bạn thân phản bội trong kinh doanh, dẫn đến việc anh mất một khoản tiền lớn. Ban đầu, anh cảm thấy mình không thể tha thứ và muốn trả thù bằng mọi giá. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống trong cảm giác hận thù, anh nhận ra rằng chính anh mới là người đang bị tổn thương. Bản thân của anh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, trong khi anh luôn chìm trong nỗi đau khổ. Cuối cùng, anh quyết định buông bỏ và tha thứ. Nhờ đó, anh đã tìm lại được sự bình an trong tâm hồn và có thể tiếp tục con đường kinh doanh của mình mà không còn bị ám ảnh bởi sự phản bội kia. Như vậy, qua những ví dụ cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy rõ rằng hận thù không phải là giải pháp cho bất kỳ xung đột hay tổn thương nào. Chỉ có lòng khoan dung và tình yêu thương mới có thể hóa giải được những đau khổ mà chúng ta phải đối diện. Càng sớm buông bỏ hận thù, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Hận thù chỉ làm cuộc sống thêm khổ đau. Trong cuộc sống, khi chúng ta bị tổn thương hay cảm thấy bị đối xử bất công, phản ứng tự nhiên của con người thường là cảm giác tức giận và thù hận. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không nhận ra là việc giữ gìn sự hận thù không chỉ không giúp chúng ta giải quyết vấn đề mà còn làm tăng thêm khổ đau cho chính bản thân mình. Khi chúng ta giữ mãi cảm xúc tiêu cực này trong lòng, nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần, thể chất và cả các mối quan hệ trong cuộc sống. Hận thù và sức khỏe tinh thần. Hận thù có thể là một gánh nặng rất lớn đối với sức khỏe tinh thần. Khi chúng ta không thể tha thứ cho những tổn thương mà người khác đã gây ra, cảm giác tức giận và oán hận sẽ khiến chúng ta sống trong tình trạng căng thẳng liên tục. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự hận thù kéo dài có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm và cảm giác bất an. Những cảm xúc tiêu cực này không chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh. Một ví dụ rõ ràng là trường hợp của một người phụ nữ tên là Linda. Linda có một người bạn cũ mà cô đã từng rất thân thiết, nhưng vì một hiểu lầm nhỏ, người bạn này đã rời bỏ cô mà không một lời giải thích. Linda cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và giữ trong lòng một cảm giác thù hận mãnh liệt. Cô thường xuyên nghĩ về việc bạn cũ đã làm hại mình và cảm giác đó làm cô không thể thư giãn, thường xuyên bị căng thẳng và lo âu. Việc giữ mãi sự thù hận đã khiến Linda không chỉ cảm thấy đau khổ về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của cô, khiến cô dễ bị cảm cúm và mệt mỏi liên tục. Tác động của hận thù đến sức khỏe thể chất. Không chỉ sức khỏe tinh thần mà sức khỏe thể chất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cảm xúc hận thù. Khi cơ thể của chúng ta thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng và lo âu, hệ thống miễn dịch sẽ bị suy yếu. Nghiên cứu cho thấy,
Sự hận thù kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như cao huyết áp, bệnh tim mạch và các vấn đề tiêu hóa. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Wisconsin-Madison đã chỉ ra rằng những người có xu hướng giữ cảm xúc tiêu cực và hận thù có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch. Họ phát hiện ra rằng các cảm xúc tiêu cực liên tục khiến cơ thể sản xuất nhiều hormone stress, như cortisol, dẫn đến việc tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim. Hãy xem xét câu chuyện của Mark, một người đàn ông 45 tuổi làm việc trong một môi trường căng thẳng. Anh thường xuyên cảm thấy bị đối xử không công bằng bởi cấp trên và giữ trong lòng sự hận thù đối với họ. Sự căng thẳng này đã kéo dài nhiều năm và dẫn đến tình trạng cao huyết áp nghiêm trọng. Mark không chỉ cảm thấy đau khổ về mặt tinh thần mà còn phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, như các cơn đau ngực và vấn đề về tiêu hóa. Hận thù làm rạn nứt các mối quan hệ. Khi chúng ta giữ sự hận thù trong lòng, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể làm rạn nứt các mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống. Hận thù và oán giận khiến chúng ta trở nên xa cách và khó gần gũi với những người xung quanh. Điều này đặc biệt rõ ràng trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Ví dụ, trong một gia đình, việc một người không thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ có thể dẫn đến việc cả gia đình phải sống trong không khí căng thẳng và xung đột. Mary và chị gái của cô, Susan, đã có một mâu thuẫn nghiêm trọng về tài sản thừa kế của cha mẹ. Dù rằng cuộc tranh cãi đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng Mary vẫn không thể quên và tha thứ cho Susan. Hậu quả là Mary không chỉ trở nên xa cách với Susan mà còn làm cho các thành viên khác trong gia đình cảm thấy khó xử và không thoải mái. Sự rạn nứt này đã khiến không khí trong gia đình trở nên căng thẳng và không còn ấm cúng như trước. Tương tự, trong môi trường công việc, sự thù hận và oán giận có thể gây ra sự mất hòa khí và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Khi một nhân viên không thể tha thứ cho những xung đột trong quá khứ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, điều này có thể dẫn đến việc làm việc không hiệu quả và sự giảm sút tinh thần làm việc. Cách vượt qua hận thù và tìm thấy bình an. Để vượt qua hận thù và tìm thấy bình an trong cuộc sống, chúng ta cần nhận thức rằng hận thù chỉ làm gia tăng nỗi đau và không giúp giải quyết vấn đề. Thay vì giữ mãi sự oán giận, hãy học cách tha thứ và tìm ra những cách tích cực để giải quyết xung đột. Một phương pháp hiệu quả là thực hành lòng từ bi và sự hiểu biết. Khi bạn học cách đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu lý do tại sao họ hành động như vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tha thứ. Ví dụ, khi có xung đột với một người bạn, hãy cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của họ và những khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Điều này có thể giúp bạn giảm bớt sự oán giận và xây dựng lại mối quan hệ. Ngoài ra, thực hành chánh niệm và thiền định cũng là những phương pháp giúp giải tỏa cảm xúc tiêu cực và tìm lại sự bình an. Chánh niệm giúp bạn nhận thức rõ hơn về cảm xúc của mình và học cách điều chỉnh chúng một cách tích cực. Thiền định giúp bạn tạo ra một không gian yên tĩnh để phản ánh và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Hận thù không chỉ làm cuộc sống thêm khổ đau mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Nó làm rạn nứt các mối quan hệ và tạo ra một vòng xoáy căng thẳng không có lối thoát. Để giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ này, hãy học cách buông bỏ hận thù, thực hành lòng từ bi và tìm cách giải quyết xung đột một cách tích cực. Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mà còn tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Sức mạnh của lòng khoan dung và tha thứ. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những tình huống gây tổn thương. Từ những lời nói không đẹp đến hành động khiến ta cảm thấy bị xúc phạm. Điều này dẫn đến một cảm giác tự nhiên là muốn phản ứng lại bằng sự tức giận hoặc thù hận. Tuy nhiên, như bài kệ đã dạy, không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu, chúng ta cần nhận thức rằng chỉ có lòng khoan dung và tha thứ mới có thể giúp chúng ta vượt qua đau khổ và đạt được sự bình an trong tâm hồn. Tha thứ không phải là yếu đuối. Một trong những hiểu lầm phổ biến về tha thứ là cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc nhượng bộ. Tuy nhiên, thực tế thì tha thứ là một hành động của sức mạnh và tự chủ. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận hành vi sai trái, mà là cách để chúng ta tự giải thoát khỏi gánh nặng cảm xúc tiêu cực. Khi một người bạn làm tổn thương bạn, việc giữ hận thù chỉ khiến bạn sống trong nỗi đau và sự tức giận. Ngược lại, khi bạn chọn tha thứ, bạn không chỉ giúp bản thân giải thoát khỏi sự dằn vặt mà còn cho thấy bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Điều này không chỉ làm giảm căng thẳng mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.
Câu chuyện thực tế về tha thứ. Để minh họa sức mạnh của tha thứ, hãy xem xét câu chuyện của Nelson Mandela. Mandela đã bị giam giữ trong suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Sau khi được thả ra và trở thành tổng thống, thay vì tìm kiếm sự trả thù, Mandela đã chọn con đường hòa giải. Ông gặp gỡ và làm việc cùng những người từng là kẻ thù của mình để xây dựng một đất nước hòa bình và đoàn kết. Hành động của Mandela không chỉ giúp chấm dứt một thời kỳ xung đột mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người trên toàn thế giới. Ông cho thấy rằng tha thứ không chỉ có thể giúp giải quyết mâu thuẫn mà còn tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Tha thứ trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài những câu chuyện nổi tiếng, tha thứ cũng có thể áp dụng vào những tình huống nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, khi một đồng nghiệp làm bạn thất vọng vì không hoàn thành công việc đúng hạn, thay vì để sự tức giận chi phối, bạn có thể chọn cách tiếp cận với sự thông cảm và tìm hiểu lý do đằng sau sự chậm trễ. Có thể đồng nghiệp đó đang gặp phải những khó khăn cá nhân mà bạn không biết. Bằng cách hiểu và hỗ trợ họ, bạn không chỉ giúp giải quyết vấn đề mà còn xây dựng mối quan hệ làm việc tốt hơn. Một ví dụ khác là trong gia đình. Giả sử một người thân đã nói những lời làm bạn cảm thấy bị tổn thương. Thay vì giữ lòng thù hận và tranh cãi, bạn có thể chọn cách trò chuyện một cách bình tĩnh để giải thích cảm xúc của mình và nghe lý do của họ. Sự thông cảm và tha thứ trong trường hợp này có thể giúp hàn gắn mối quan hệ và tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn. Lòng khoan dung như một cách sống. Lòng khoan dung không chỉ là hành động của một thời điểm mà là cách sống. Để thực hành lòng khoan dung, chúng ta cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhận thức rằng mọi người đều có thể mắc sai lầm và hiểu rằng sự trả đũa chỉ làm tăng thêm nỗi đau. Một phương pháp đơn giản để thực hành lòng khoan dung là hàng ngày tự nhủ về những điều tích cực trong cuộc sống. Khi bạn cảm thấy tức giận hoặc bị tổn thương, hãy dừng lại và nghĩ về những điều bạn cảm thấy biết ơn. Điều này giúp thay đổi tâm trạng và nhìn nhận tình huống một cách lạc quan hơn. Xây dựng mối quan hệ với lòng từ bi. Lòng khoan dung không chỉ giúp giải quyết xung đột mà còn là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền chặt. Khi bạn tiếp cận mọi tình huống với lòng từ bi, bạn sẽ thấy rằng các mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn và ít căng thẳng hơn. Ví dụ, trong một mối quan hệ tình cảm, những hiểu lầm và xung đột là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi cả hai bên đều thực hành lòng khoan dung và tha thứ, mối quan hệ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thay vì giữ những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc giải quyết vấn đề và củng cố tình cảm giữa hai người. Tha thứ trong môi trường làm việc. Trong môi trường công việc, lòng khoan dung có thể giúp xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả và hài hòa. Khi các thành viên trong nhóm biết tha thứ cho nhau và làm việc cùng nhau với tinh thần hỗ trợ, công việc sẽ được thực hiện hiệu quả hơn và môi trường làm việc sẽ trở nên tích cực hơn. Ví dụ, nếu một đồng nghiệp mắc lỗi trong một dự án quan trọng, thay vì chỉ trích hoặc đổ lỗi, bạn có thể chọn cách giúp đỡ và hỗ trợ họ để sửa chữa sai lầm. Điều này không chỉ giúp giải quyết vấn đề mà còn tạo ra một môi trường làm việc nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng và hỗ trợ. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an. Cuộc sống sẽ luôn gặp phải những thử thách và xung đột. Tuy nhiên, cách chúng ta phản ứng với những tình huống đó sẽ quyết định hạnh phúc và sự bình an của chúng ta. Tha thứ không phải là dễ dàng, nhưng nó là con đường duy nhất giúp chúng ta giải thoát khỏi sự dằn vặt của hận thù và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn tạo ra một môi trường hòa bình và tích cực hơn cho những người xung quanh. Tha thứ là một hành động của sức mạnh, không phải yếu đuối, và là chìa khóa để mở ra cánh cửa của hạnh phúc và sự an lạc trong cuộc sống. Lợi ích của một tâm hồn không oán giận. Khi chúng ta quyết định buông bỏ những cảm xúc hận thù và oán giận, chúng ta không chỉ giải thoát bản thân khỏi những đau khổ không cần thiết mà còn mở ra một cuộc sống tươi đẹp và hài hòa hơn. Học cách không để hận thù chi phối cuộc sống của mình không phải là điều dễ dàng, nhưng những lợi ích từ việc này là vô cùng to lớn. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích đáng kể của việc sống với một tâm hồn không oán giận và cách nó có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Sống an lạc khi buông bỏ hận thù. Khi chúng ta sống với sự oán giận và thù hận, chúng ta tự trói buộc mình trong một trạng thái tinh thần tiêu cực. Mỗi lần nghĩ đến những tổn thương đã nhận, chúng ta lại cảm thấy cơn giận bùng lên,
và điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác động đến sức khỏe thể chất của chúng ta. Thực tế đã chỉ ra rằng sự oán giận kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như căng thẳng, lo âu, và thậm chí là các bệnh tim mạch. Ngược lại, khi chúng ta học cách buông bỏ hận thù, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình yên nội tại. Một tâm hồn không còn bị quấy rầy bởi những cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dàng tìm thấy sự an lạc và hài hòa trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tưởng tượng bạn vừa trải qua một cuộc xung đột với một người bạn. Nếu bạn tiếp tục giữ lòng oán giận, mỗi lần nghĩ đến cuộc xung đột, bạn sẽ cảm thấy tức giận và bực bội. Nhưng nếu bạn chọn cách tha thứ và buông bỏ, bạn sẽ thấy rằng cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản sẽ bao trùm tâm trí bạn, và bạn có thể tiếp tục sống một cách vui vẻ và bình yên. Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc buông bỏ hận thù là khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ lành mạnh và bền chặt. Khi không còn ôm giữ oán giận, chúng ta dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, hiểu biết, và hỗ trợ những người xung quanh. Lòng khoan dung và sự tha thứ không chỉ giúp làm dịu xung đột mà còn tạo điều kiện để mối quan hệ phát triển theo hướng tích cực. Ví dụ, trong mối quan hệ vợ chồng, những xung đột nhỏ có thể tích tụ theo thời gian nếu không được giải quyết kịp thời. Nếu cả hai bên giữ lòng oán giận, mâu thuẫn sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, nếu cả hai bên biết cách lắng nghe, hiểu nhau và tha thứ, mối quan hệ sẽ trở nên bền chặt và hạnh phúc hơn. Hãy nghĩ về một cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng. Thay vì cãi nhau và giữ lòng giận dữ, nếu cả hai bên ngồi lại và thảo luận một cách bình tĩnh, họ sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn và tìm ra giải pháp chung. Kết quả là mối quan hệ của họ sẽ trở nên gắn bó hơn và có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào. Tạo dựng một môi trường tích cực. Khi chúng ta sống mà không để hận thù chi phối, chúng ta có khả năng tạo ra một môi trường tích cực cho bản thân và những người xung quanh. Một tâm hồn bình yên và khoan dung sẽ ảnh hưởng tích cực đến các mối quan hệ xã hội và tạo ra một bầu không khí hòa hợp trong gia đình, công việc và cộng đồng. Ví dụ, trong một môi trường làm việc, khi một nhân viên hoặc một lãnh đạo giữ lòng khoan dung và sự tôn trọng, họ không chỉ làm giảm căng thẳng trong công việc mà còn thúc đẩy sự hợp tác và sáng tạo. Một lãnh đạo biết lắng nghe và hiểu nhân viên của mình sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mọi người cảm thấy được trân trọng và sẵn sàng đóng góp ý tưởng của mình. Tăng cường sự tự tin và sức khỏe tinh thần. Khi bạn không còn bị chi phối bởi hận thù, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và sức khỏe tinh thần của bạn sẽ được cải thiện. Sự oán giận có thể khiến chúng ta cảm thấy bất an và không chắc chắn về bản thân. Nhưng khi chúng ta buông bỏ những cảm xúc tiêu cực này, chúng ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống. Một ví dụ dễ thấy là khi bạn học cách tha thứ và buông bỏ những tổn thương từ quá khứ, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn trong việc theo đuổi các mục tiêu và ước mơ của mình. Một người từng bị phản bội trong tình cảm có thể cảm thấy khó khăn trong việc tin tưởng người khác. Tuy nhiên, nếu họ học cách buông bỏ nỗi đau và tha thứ, họ sẽ có thể mở lòng với những cơ hội mới và xây dựng những mối quan hệ tích cực hơn. Xây dựng một cộng đồng hòa bình. Cuối cùng, khi chúng ta áp dụng triết lý không hận thù vào cuộc sống của mình, chúng ta góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng. Nếu mỗi cá nhân đều chọn cách buông bỏ oán giận và sống với lòng khoan dung, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi tích cực trong xã hội, nơi mà sự hiểu biết và hợp tác được đề cao hơn là xung đột và thù hận. Ví dụ, trong các hoạt động cộng đồng hoặc các phong trào xã hội, khi mọi người tham gia với tâm thế hòa bình và sẵn sàng tha thứ, các dự án cộng đồng sẽ dễ dàng thành công hơn. Một cộng đồng đoàn kết, nơi mà các cá nhân đều biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, sẽ có khả năng đối mặt và vượt qua các thách thức chung một cách hiệu quả hơn. Lợi ích của việc sống với một tâm hồn không oán giận là vô cùng rộng lớn và sâu sắc. Từ việc tạo ra sự bình yên nội tại, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, đến việc xây dựng môi trường tích cực và cộng đồng hòa bình, tất cả đều phản ánh sự quan trọng của việc buông bỏ hận thù. Khi chúng ta chọn con đường của sự khoan dung và tha thứ, chúng ta không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình mà còn góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, hận thù chỉ làm tăng thêm khổ đau. Trong khi sự khoan dung và tha thứ là chìa khóa để mở ra một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Ứng dụng định luật, không hận diệt hận thù, trong cuộc sống hàng ngày. Khi nói đến việc xử lý hận thù,
Nhiều người có thể nghĩ rằng đây là một bài học lý thuyết hoặc một khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên, thực tế là việc áp dụng định luật, không hận diệt hận thù, vào cuộc sống hàng ngày có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc và tích cực. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá cách làm thế nào để thực hành triết lý này trong cuộc sống hàng ngày, từ những tình huống nhỏ nhặt đến những thử thách lớn hơn. Chúng ta sẽ nhìn vào những ví dụ cụ thể và thực tế, giúp bạn dễ dàng áp dụng vào cuộc sống của mình. Học cách buông bỏ oán giận trong mối quan hệ cá nhân. Một trong những lĩnh vực đầu tiên và quan trọng nhất để áp dụng nguyên tắc này là trong các mối quan hệ cá nhân. Chúng ta thường gặp phải những mâu thuẫn, xung đột, và những tình huống mà chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Việc không giữ hận thù không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ mà còn giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hãy xem xét tình huống giữa hai người bạn thân. Giả sử, một người bạn đã không mời bạn tham dự một sự kiện quan trọng mà bạn mong đợi. Có thể bạn cảm thấy bị bỏ rơi và không được trân trọng, dẫn đến cảm giác giận dỗi. Thay vì giữ trong lòng sự oán giận này, hãy cân nhắc việc trò chuyện trực tiếp với người bạn đó. Bạn có thể diễn đạt cảm xúc của mình một cách chân thành mà không tỏ ra chỉ trích hay đổ lỗi. Việc này giúp giải quyết mâu thuẫn và tạo cơ hội để làm sáng tỏ hiểu lầm. Nếu bạn giữ oán giận, nó sẽ tạo ra khoảng cách và làm mối quan hệ trở nên căng thẳng. Nhưng nếu bạn chọn cách buông bỏ hận thù, bạn không chỉ giải quyết vấn đề hiện tại mà còn củng cố mối quan hệ với sự thấu hiểu và tình cảm chân thành. Xử lý xung đột trong công việc một cách hiệu quả. Trong môi trường làm việc, xung đột là điều khó tránh khỏi. Từ những mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp đến những bất đồng lớn trong nhóm, sự hận thù và oán giận có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả công việc và không khí làm việc. Hãy thử áp dụng nguyên tắc, không hận diệt hận thù, để giải quyết các xung đột này một cách hiệu quả. Một ví dụ là khi bạn cảm thấy bị đồng nghiệp chỉ trích không công bằng trong một cuộc họp. Thay vì phản ứng bằng sự tức giận hoặc đáp trả bằng cách chỉ trích lại, hãy giữ bình tĩnh và xem xét cách phản ứng sao cho xây dựng. Bạn có thể hỏi thêm thông tin hoặc yêu cầu đồng nghiệp làm rõ những điểm mà họ đưa ra. Đưa ra phản hồi một cách ôn hòa và đồng thời lắng nghe quan điểm của họ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề và giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý. Chọn cách đối diện với xung đột bằng sự hiểu biết và tôn trọng sẽ không chỉ giúp bạn giải quyết vấn đề hiệu quả hơn mà còn xây dựng được một môi trường làm việc tích cực, nơi mà mọi người đều cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng. Chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành hành động tích cực. Một trong những cách hữu ích để không để hận thù chi phối cuộc sống của bạn là chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành hành động tích cực. Khi bạn cảm thấy tức giận hoặc bị tổn thương, thay vì giữ cảm xúc đó, hãy tìm cách sử dụng năng lượng này để làm điều gì đó có ích. Hãy tưởng tượng bạn vừa bị từ chối một cơ hội quan trọng. Cảm giác thất vọng và tức giận có thể khiến bạn muốn bỏ cuộc hoặc chậm lại. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách tập trung vào việc cải thiện bản thân và học hỏi từ thất bại, bạn có thể biến cảm xúc tiêu cực thành động lực để phát triển. Đăng ký tham gia các khóa học mới, hoàn thiện kỹ năng, hoặc tìm kiếm những cơ hội khác sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Chuyển hóa cảm xúc tiêu cực không chỉ giúp bạn đối mặt với thử thách mà còn tạo ra cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành hơn. Thay vì để hận thù làm tiêu hao năng lượng của bạn, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và thực hiện các hành động tích cực. Tạo dựng một môi trường sống không có thù hận. Để sống trong một môi trường không có thù hận, bạn cần phải bắt đầu từ chính mình. Khi bạn thực hành lòng khoan dung và tha thứ, bạn sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống tích cực hơn cho những người xung quanh. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn mà còn tạo ra một ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xung quanh bạn. Hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ trong cộng đồng hoặc gia đình của bạn. Khi bạn thấy một người lạ hoặc hàng xóm có hành động mà bạn cảm thấy không hài lòng, thay vì giữ trong lòng sự khó chịu, hãy thử thể hiện lòng tử tế. Ví dụ, nếu bạn thấy một người bạn đồng nghiệp gặp khó khăn trong công việc, thay vì chỉ trích, hãy đề nghị giúp đỡ hoặc chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Khi bạn tạo ra một môi trường sống nơi mà sự khoan dung và hiểu biết được khuyến khích, bạn sẽ thấy rằng các mối quan hệ xung quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn. Hơn nữa, môi trường tích cực này sẽ làm tăng sự gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng. Ứng dụng nguyên tắc, không hận diệt hận thù, trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, việc áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày là một quá trình liên tục và có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Hãy bắt đầu từ những tình huống nhỏ và dần dần mở rộng đến các lĩnh vực lớn hơn trong cuộc sống của bạn. Bắt đầu bằng việc nhận diện những cảm xúc tiêu cực mà bạn đang trải qua. Khi bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc bất công, hãy thử phân tích nguyên nhân và tìm cách giải quyết nó một cách ôn hòa. Điều quan trọng là bạn cần duy trì sự chủ động trong việc quản lý cảm xúc của mình và không để cho hận thù chi phối hành động của bạn. Những hành động nhỏ như chào hỏi, cười tươi, hoặc cảm ơn người khác có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc xây dựng môi trường tích cực. Khi bạn thực hành nguyên tắc, không hận diệt hận thù, bạn không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn góp phần tạo ra một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn. Việc áp dụng nguyên tắc, không hận diệt hận thù, vào cuộc sống hàng ngày có thể là một thách thức, nhưng nó cũng mang lại những phần thưởng to lớn. Bằng cách lựa chọn sự khoan dung, tha thứ và đối diện với mâu thuẫn một cách xây dựng, bạn không chỉ tìm thấy sự bình an trong chính mình mà còn giúp tạo ra một môi trường sống hòa thuận và tích cực hơn cho tất cả mọi người xung quanh. Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 5 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho tủ sách áo lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 6. Phẩm song yếu.